trăm thôi, 6.800 không, 10, 11 đúng không, gần 11. Các hoạt động khác thì không đáng kể. Về hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ của ACB có vẻ không không cao đúng không? Mình thấy rõ ràng là ngân hàng vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng. À, trích lập dự phòng rủi ro thì cực kỳ thấp. Ở đây không hiểu là kiểu gì, nó hay là điểm sáng. Cực thấp. Chi phí huy động thì tăng rất mạnh rồi. Từ 1.900 đến tận 2.700. Và chúng ta sẽ xem chi tiết sau nhé. Trong cái đánh giá chi tiết, nhưng mà đây là một vài cái thông số đúng không? Còn lợi nhuận trước thuế ở đây là 4.114. Và nếu mà so ra với kế hoạch lợi nhuận toàn năm cần khoảng 15.000 tỷ thì rõ ràng là 4.000 tư được coi là khá rồi đúng không? Cái chắc là phải đến gần 30%, 27 rất khá. Và yếu tố này, yếu tố về kết quả là cực kỳ khá đấy. Chúng ta có tỷ lệ nợ xấu là dưới 2%. Họ muốn là dưới 2%. Ok, đúng không? Thế còn thực tế thì cái NPL mà hôm cuối cuối 21 đúng không? Mình đo được ở đây là 0,77%, cực kỳ thấp. ACB được coi là ngân hàng quản lý nợ xấu như thế này là rất tốt và một điểm mạnh. Thực ra trong hoạt động tài chính thôi thì điểm mà rất nhiều ngân hàng người ta chú trọng đúng không, quản trị là người ta phải quản lý được rủi ro, đúng không? Quản trị được rủi ro không cần phải tăng trưởng mạnh nhất đúng không? Quan trọng là phải quản lý rủi ro tốt đúng không? Mà cân đối được với gọi là hài hòa được với tăng trưởng kinh doanh, chứ không thể cứ cắm cắm vào tăng trưởng kinh doanh được đúng không? Như thế thì sẽ có ngày dính. Ở đây thì tỷ lệ nợ xấu thì hiện nay mình cũng chưa tổng hợp. Thì cũng dễ thôi đúng không? Chúng ta có thể xuống thuyết minh liên quan đến phân loại nợ xấu đúng không? Đây 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 đây. Thế còn công thức thì đơn giản thôi đúng không? Bắt đầu từ nhóm 3 đến nhóm 5 đúng không? Trên tổng. Chúng ta sẽ thử đúng không? Nhóm 3 là nhóm 5 đây đúng không? Đây là con số 297 này. Cộng với 798 này, 1858 này. Nếu mà chúng ta muốn muốn sát sườn thì có thể mở dấu phẩy đi đó. Cho nó ok luôn đó. Chúng ta cộng cả tất cả các loại đúng không? Chúng ta sẽ tổng là 321 468 đúng không? Chúng ta sẽ thêm cái gì nữa thì cho thêm nốt. Và ở thời điểm này nó là 0,92 đúng không? Như vậy là nó cũng đau đầu tăng dần lên, mình nghĩ như thế là hợp lý bởi vì năm ngoái thời điểm quý ba được hoãn rồi đúng không, liên quan đến dịch tăng nhẹ đúng không, dù sao dưới con số này thì vẫn được coi là tiêu chuẩn. Và như vậy là đến thời điểm này quý một đúng không thì tài sản thì tăng hơi thấp đúng không, nhưng mà năm ngoái mình thấy cũng thế. Thứ hai là hoạt động tiền gửi đúng không, có nhích nhẹ như vậy cũng được gọi là tạm, chưa phải tốt lắm đúng không? Cuối cùng là hoạt động cho vay tăng rất là mạnh. À, cái tiền này thì gần như cho vay đã ngang cái tiền gửi rồi, kém một chút rồi, 6-7 nghìn nữa. Đúng không? Đấy là một vài thông số. Chúng ta sẽ thử tiếp, đúng không? Vì đánh giá xem coi như là theo công văn. Vâng. Như vậy là các cái chỉ tiêu 2022 đúng không? Chỉ tiêu đúng không? Về tăng trưởng tín dụng là cái phần cho vay này rồi được điều chỉnh tăng đúng không? Khi khi được ngân hàng nhà nước chấp thuận đúng không? Chiến lược phát triển chung và dài hạn đúng không? Trong 5 năm từ 2019 24 thì tầm nhìn là ngân hàng bán lẻ hàng đầu này, có tăng trưởng tổng thu nhập ở mức cao này, đem lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất này, đúng không? Có tỷ suất lợi nhuận ROE trên 5% đúng không? Như vậy là đây là đúng không? Chiến lược và từ 2019 đến
24 đúng không? Như vậy bây giờ đang là giữa rồi. Và đây hàng đầu này. Hôm nào thích cái này. Rồi tăng trưởng đúng không? Thu nhập ở mức cao. Mức cao. Rồi trải nghiệm. Thực ra cái này rất đo, rất khó đo, khách hàng tốt nhất. Ok. Và có tỷ suất đúng không? ROE là trên 20% năm. Rồi. Và là một vài thông số. Bây giờ tôi nói cho tổng sản tăng bình quân là rồi đúng không? Như vậy họ muốn là tài sản. Đúng không? Tổng tài sản tăng bình quân hàng năm là phải 15%. Ok này. Huy động thế này cũng 15% năm. Cho vay đúng không? Cho vay. Dư nợ cho vay cũng tăng 15% năm. Wow. Lãi trước thuế đúng không? Tăng từ 12 cho đến 20% năm. Và tỷ lệ nợ xấu là dưới 2% năm. Ok. Và đến giờ phút này thì mấy năm nay thì như là đều ok thì phải. Và cho vay cũng ở cái khung này. Tiền gửi thì hình như không đạt. Đúng rồi, cho vay thì ok, lãi trước thuế chắc ok thôi, nó nợ xấu thì càng ok. Tổng tài sản cũng ok đúng không? Như vậy là chỉ có tiền gửi đúng không? Tiền gửi là cái này chưa chắc đúng không? Đấy gọi là một vài thông số đúng không? Cái điểm này tình hình thực hiện các dự án chiến lược trong 21 văn phòng quản lý chuyển đổi nhanh các dự án đang triển khai, nó triển khai các giải pháp như hành trình vay mua nhà trực tuyến đúng không? Thẻ vật lý, thẻ phi vật lý phát hành trực tuyến, dự án phát triển ứng dụng ngân hàng số mới cũng được khởi tạo và sẽ có những giao phẩm thực nghiệm và chính thức trong 2022. Phát triển hệ giá trị mạng nhà trong đó có kết nối API cung cấp giải pháp thanh toán TMO cũng tiếp tục cải tiến bổ sung các giải pháp và chuẩn bị triển khai giải pháp cho các doanh nghiệp bán lẻ rồi cải tiến nâng suất kênh bán hàng đúng không sang kênh thực hiện truyền thống sang kênh thay thế được số hóa quy trình cũng là một phần sáng kiến này. Giải ngân tự động số hóa quy trình dịch vụ ACV đã khởi tạo một số dự án số hóa quy trình, số hóa dịch vụ tại quầy được triển khai trong 2022. Thật ra thì mình cũng ít giao dịch với ngân hàng ACB nên mình không không chắc chuyện này. Đúng không? Chuyển đổi quy trình tín dụng. Hoàn thiện dự án mở thẻ tín dụng trực tuyến, triển khai một số dự án chấm điểm tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đúng rồi rồi. À, những các cái này thì mình đọc để cho biết thôi, mục tiêu bền vững rồi. Tuân thủ để lấy hiệu quả đảm bảo đãi ngộ giúp nhân viên có thể điều kiện đáng sống thích đáng đảm bảo cơ hội tập cho nhân viên phát triển nghề nghiệp hiện tại và tương lai chính sách tuyển dụng đãi ngộ tôn trọng nguyên tắc bình đẳng giới rồi các rủi ro trọng yếu duy trì tỷ lệ nợ xấu đối với các đối tượng khách hàng ngành lĩnh vực kinh tế theo tuyên bố khẩu vị rủi ro của hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm áp dụng hình thức đảm bảo khoản vay khác nhau và theo từng thời kỳ. Quy định cụ thể về phê duyệt cấp tín dụng, xây dựng hệ thống báo cáo nhằm quản lý danh mục tín dụng, phân tích và cảnh báo sớm các danh mục cũng như khoản cho vay có dấu hiệu suy giảm chất lượng để có cái phòng ngừa rủi ro. Xây dựng và mức cơ dụng theo đối tượng khách hàng, ngành hoặc lĩnh vực kinh tế trên cơ sở khả năng rủi ro vận hành
chiến lược quản lý rủi ro đó có các cấu phần chính như sau, đúng không? Mua hiểm rủi ro trong trường có sự kiện rủi ro nhưng không sử dụng việc mua bảo hiểm để thay thế cho công tác quản lý rủi ro. Rồi, có mua bảo hiểm, đúng không? Xây dựng quy trình quản lý rủi ro công nghệ thông tin, trong đó phân tách công tác phát triển vận hành hệ thống ứng dụng và hoạt động quản lý rủi ro, xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động tiếp tục tối thiểu các trường hợp mất tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu quan trọng hệ thống. Rồi rồi, rất nhiều khẩu hiệu. Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên thị trường. Ở đây hơi khô đúng không? Mình sẽ cố gắng đọc làm sao đấy. Vì thực ra là lâu lâu mới đọc, cứ một năm đọc một lần cho nên là nó hơi hơi mới đúng không? Về rủi ro thị trường sẽ thường nghiên cứu phát triển các công cụ đo lường cảnh báo theo hướng đồng khẩu hiệu thôi. Rủi ro về lãi suất trên sổ ngân hàng, cân đối cơ cấu tỷ trọng kỳ hạn các tài sản nợ tài sản có trên sổ ngân hàng nhằm hạn chế ảnh tích cực của biến động lãi suất đến thu nhập lãi thuần giá trị kinh tế của ngân hàng trong điều kiện bình thường và căng thẳng, đặc biệt là trong thời điểm có nhiều thay đổi về lãi suất, đúng không? Về rủi ro thanh khoản là sẽ như nào tương tự. Thực ra thì ACB mình thấy trong nhiều năm thì tiền gửi luôn lớn cho vay, đúng không? Nên chắc là thanh khoản cũng ok thôi, đúng không? Là rủi ro về lãi suất, đúng không? Thế thì ngân hàng cũng chắc là có cái niêm khá để mình kiểm tra rồi. Và theo thời gian thì đều tăng và lãi suất bình quân cho vay ra thậm chí gần đây còn giảm, còn giảm cơ, và rất có thể CASA đang tăng tốt. Chúng ta sẽ kiểm tra đây này. Đúng rồi, CASA thời điểm này đã là 25% rồi và cho bình quân là tốt hơn. Và như vậy ACB công tác về chi phí chắc cũng tốt thôi. Báo cáo công tác phòng chống dịch, đúng không? Cái này thì ai biết, đúng không? Đảo qua cái, đúng không? Rất lâu và may hình họa nhiều, đúng không? Nó có thể đây 135 trang, chắc là mình phải cho em xem đến cái trang tầm từ 40, đúng không? Thì may ra mới xong. Vâng, để xem này. Nhằm miễn giảm lãi và phí dịch vụ, đồng thời cơ cấu khoản nợ cho gần 4.000 khách hàng. Và liên quan đến cái vụ Covid-19, đúng không? À, đây là ACB đã miễn giảm đây là giảm lãi, đúng không? À, phí dịch vụ cho đây là và cơ cấu, đúng không? Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là gần 4.000 khách hàng, đúng không? Mình không phải là nhiều, đúng không? Mình thực ra khách hàng thì thông thường ở bên ngân hàng là tương đối lớn, đúng không? Vài trăm ngàn, tương ứng với tổng dư nợ là khoảng 17.000 tỷ. Rồi, đúng, chúng ta có một con số rất quan trọng, khoảng 17.000 tỷ. Và như vậy là nếu 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 gọi là so sánh với dư nợ của 2020 cuối 21, đúng không? Đây là 361 thì cái 17.000 tỷ đấy thì trên 361, đúng không? Là 4% rồi, 0,00912, đúng không? À, chắc là cũng ít thôi. Nhìn này thì mình cũng đoán được là hơn 4% rồi. À, 17.000 tỷ. Và đúng rồi. Khoảng 4,7%. Và liên quan đến vụ này là mất 4,7%. Và cũng không lớn không nhỏ, đặc biệt trong quý 3 dịch bùng phát mạnh ra hết rồi. Và hoạt động thì chỉ riêng từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10 ACB đã giảm lãi suất cho gần 128.000 khách hàng.
À, đây là tuân thủ quy định của ngân hàng nhà nước. À, đây đoạn là đoạn tuân thủ. À, tuân thủ yêu cầu của ngân hàng nhà nước. À, rồi. Đặc biệt trong quý 3 thì ACB đã giảm lãi suất cho gần 128.000 khách hàng và tổng dư nợ áp dụng giảm lãi suất là trong khoảng thời gian là từ 15 tháng 7 2021, vậy là khá dài, 31 tháng 12 ACB đã giảm, đúng không? Giảm lãi suất cho vay ở đây là 128.000 khách hàng và tương ứng với tổng dư nợ, đúng không? Áp dụng giảm tổng dư nợ áp dụng giảm lãi suất là 302.000 tỷ. Vâng, thế thì hình như là gần hết, đúng không? 302.000. Mình nhớ ở trên là 361 đi. Vâng. 83% đúng không? Là trong khoảng thời gian này có áp dụng giảm lãi suất. Vâng. 83% số khách hàng. Vâng, quá lớn. Đây là giảm lãi phí, đúng không? Cơ cấu lại thứ hạng. Ở đây trong khoảng thời gian này đã giảm lãi suất cho họ. Cho nên là lý giải là